Giờ sáng anh gặp em khiến lòng anh phấn khởi, mặc mỗi cái quần đùi áo phông mà không thể nào thấy ấm nổi. Mon men dán lại gần chờ đứng từ xa anh ngắm mỏi, em cuốn như nem lấy gừng về mà pha nước mắm tỏi. Ok yeah, trước mặt anh làm cô gái làm anh quên mất hết xung quanh. Yeah, anh là họa sĩ tô màu cho em nên em đẹp như tranh. Yeah, oh black phong cách đang đi tìm đường công danh, anh không hề giả vờ áo xanh áo vàng chứng kiến cho anh. Anh có một ông anh lớn tướng tên Rai, thân một ông quý phái hát hay tên Rider. Anh vẫn yêu đồng quê hương lúa như mai, anh vẫn giữ bản sắc của anh không phai mờ. Anh vẫn cứ là anh không cần phải diễn sâu, đưa con tim em đây nếu ta quý mến nhau. Khi đôi môi búng chip pha pha ta bắn nhau, là em yêu con người anh nên anh không quan đâu. Anh không tin là anh không tán được em, thế nên anh đi tới anh muốn làm quen. Và còn điều gì làm cho em lo ngại thêm, hãy để anh nắm tay đoạn đường cùng em về. Ok yeah, chân anh thật lòng không làm em phật lòng, xịt thêm nước hoa thật nồng, kéo anh mới là đứa đã bị em đưa vào chồng. Câu nói anh yêu em vô cực đây là câu nói không thổi phồng, giới thiệu qua bản thân một chút hơi mới có sức hút gọi là lóng phổi rồng. Một khi mà anh đã vui là anh cười tít mắt, body anh hơi gầy vĩnh lời hít đất, nhưng thích em thật lòng nên mới tỏ ra mong em đừng bỏ qua. Cảm xúc đến từ cái chạm dành đến giỏ hoa. Sau một ngày dài em hơi đắn đo, dường như em vẫn lắng lo. Dính như anh đã bị em bắn tờ, đánh vai anh lỡ thích em mất rồi và anh thốt không nên lời. Bởi vì anh không tin là anh không tán được em dễ thôi, thế nên anh đi tới anh muốn làm quen. Và còn điều gì làm cho em lo ngại thêm nhé, hãy để anh nắm tay đoạn đường cùng em về. Anh vẫn cứ là anh không cần phải diễn sâu, đưa con tim em đây nếu ta quý mến nhau. Khi đôi môi búng chip pha ta bắn nhau, là em yêu con người anh nên là anh không quan đâu. Sẽ luôn bận tâm mai tới đưa em về, nhìn mặt anh mà xem trông cứ như tên hề, nhưng buồn thiu vì không có em khi đem về. Và anh mượn flow của cậu bạn anh tên Vũ sống bên Long Biên, thêm một chút lời thật vào nhà cho tàn gái anh không chuyện. Có vẻ em chim ưng với cưng, hãy để cho cuộc tình đôi ta được chắp cánh. Hôm nay là sinh nhật của một tình yêu mới, hay không anh về nhà cất bài. Anh không tin là anh không tán được em, thế nên anh đi tới anh muốn làm quen. Và còn điều gì làm cho em lo ngại thêm yeah, hãy để anh nắm tay đoạn đường cùng em về. Anh vẫn cứ là anh không cần phải diễn sâu, và đưa con tim em đây nếu ta quý mến nhau. Khi đôi môi búng chip pha pha ta bắn nhau, là em yêu con người anh nên là anh không quan đâu, quan đâu. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Xin được chúc mừng Gừng Không Cay, Vũ Công Lan Nhi. Anh cũng biết em bỏ bao nhiêu tiền để mời được cái vũ đoàn trở về đi. Theo ông Nguyên Văn, anh Rai nói là 5 triệu. À. Chưa thấy Rider nói gì với anh là diễn cùng với em cả. Diễn kiểu này là chết Richie của anh rồi. Andre, anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi? Màn trình diễn quá là tuyệt vời khi mà em collab với cả ba bạn của cả ba team. Bài nhạc rất là đúng với lại phong cách của team Big Daddy, vui nhộn, trong sáng. Em rất là xứng đáng với cái nón vàng mà Big quăng lại cho em. Em cảm ơn anh nhiều. Thank you anh Bo. Yêu Ray, anh là một người fan của dòng nhạc như thế này. Sô-cô-la kẹo mút. Sô-cô-la kẹo mút. Vâng. Dạ, cho nên là anh thấy đây là một bài nhạc rất là catchy. Và anh mong sau khi bài nhạc này release thì nó sẽ trở nên trendy. Thank you anh bạn. Mà anh thấy? Anh thấy em biểu diễn là gì? Vậy anh vui. Because Mike 24 and Ryder
everybody's on different teams. Nhưng mà người Việt Nam á, like I feel like we push each other. Anh em á chung nhau á mà đẩy lên. You know what I'm saying? So they're there to support you. When I see that, bro, I feel like inspired by that. To see y'all push each other, we want to see each other win, man. So hey, much love and I'm happy to see that. Cảm ơn anh Thái. Thank you so much. Can I say something? Về việc mà em có mời mỗi thí sinh đến bài trình diễn của em, đấy là vì Rap Việt đã tạo cho em một cơ hội để em được gặp những cái người anh em cũng đi con đường âm nhạc giống mình, và họ cũng đã có những cái sự cố gắng riêng của họ, và đến bây giờ họ lại vẫn rất là xây dựng chung một cái cộng đồng với nhau như thế này, nên là em cũng muốn mang cái điều đấy lên với sân khấu. Yeah, good job, bro. Thế mà vẫn lấy 5 triệu. Đấy là gọi là giá người nhà rồi anh ạ. Nếu mời em lấy bao nhiêu? Lúc mà em nghe đến từ 5 triệu em nảy số ngay là nếu chịu khó lên quan hệ ở trên này tí, mời ba ban giám khảo xuống như đấy thì có phải là cute không? Cái đội trên này chịu khó nhảy lắm. Đúng rồi, anh Karik chịu khó cute lắm. Chi chi chành chành. Bên ta giới trẻ mỗi người 5 triệu, bên kia 5 triệu mời tới 3 người lắm. Đấy. Họ già rồi, giá họ xuống rồi. Em không lấy tiền. Chứ gì nữa. Để em chỉ anh Ti cách nhảy đoạn biên đạo đấy rồi anh em mình quay TikTok anh nhá. Hả? Đó, thấy chưa? Có giải pháp hết em ơi. Nhưng mà cái đấy là anh sẽ lấy tiền này. Không, anh nghĩ là Ti không hiệu quả đâu, khi về mời CC. Có gì anh đưa số quản lý cho nhé. Rồi bây giờ Su chia sẻ cho em nó đi. Đang rất vui tại vì US Garage, cái dòng nhạc mới tới Việt Nam, chị thấy rất là vui vẻ. Và hôm nay được thấy gần nhảy nữa chứ. Cái vụ này cũng mới, có concept này, cái này là em lên ý tưởng hết hả hay sao? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Có nghĩa trong lúc mà em viết bài này là em đã nhập tâm vào cái bối cảnh câu chuyện đấy và em xây dựng cái bài ra. Ok, rất hợp lý nha, về đội B-Ray nha. Còn Rick thì sao? Anh cảm thấy em có một cái hay là cho dù mùa nào nữa em vẫn giữ sự vô tư của em. Cho dù nó hơi găng găng một tí, anh vẫn thấy em rất là cute for my wear. Anh không hiểu tại sao. Thực ra đối với cái bài này, nó có những cái điểm mới của em, và nó cũng có một vài sự hy sinh nho nhỏ. Đó là em phải bỏ bớt đi một vài phân đoạn thi chuyển flow đúng sở trường của em nhất để em dành cho phần nhảy nhiều hơn. Thì đó cũng là một sự hy sinh, anh nghĩ là nó mang lại kết quả tốt cho phần trình diễn của em nó trọn vẹn. Cảm ơn anh Karik. Vâng, và một tràng pháo tay nữa cho Gừng Không Cay. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Chào mọi người ạ. Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên V Channel. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.